You can't learn much from writing without a source of corrections. You need native speakers to come in and tell you how to say whatever you want to say. Fortunately, those native speakers are out there on the internet. And they're willing to correct your writing, as long as you're willing to correct theirs. You can't learn much from writing without source of corrections. Bạn không thể học được nhiều từ trong writing, trong phần viết, nếu như không có ai sửa lỗi cho mình. You need native speakers to come in and tell you how to say whatever you want to say. Bạn cần một cái người bạn ngữ đến mình nói với bạn bất cứ cái gì mà bạn muốn nói. Fortunately, thật là may mắn, those native speakers are out there on the internet. Những cái người bản ngữ này thì đang có sẵn lòng, đang sẵn ở trên internet, đang ở ngoài, đang ở ngay trên internet này. And they are willing to correct your writing. Và họ sẵn lòng để mà sửa lỗi cho bạn. As long as you're willing to correct theirs. Miễn là bạn cũng sẵn lòng sửa lại cái bài viết của họ. You take a few minutes to correct someone's, he go to the store, and in exchange, you receive some of the best language training you could possibly hope for. Some of these exchange communities are tremendously helpful. I usually get a detailed correction from the Russians on lang8.com within an hour, and after a few hours, I often have 5 Russians commenting on my little paragraph. Insanity. You take a few minutes to correct someone's. He go to the store. Bạn sẽ dành một vài phút để mà sửa lỗi cho ai đó là anh ta đi đến cái cửa hàng. And in exchange, và để trao đổi, you receive some of the best language training you could possibly hope for. Bạn sẽ nhận được một cái gọi là hướng dẫn đào tạo về ngôn ngữ tốt nhất mà bạn có thể hy vọng. So these exchange communities, một số trong những cái cộng đồng mà trao đổi này are tremendously helpful, thì cực kỳ là hữu ích. I usually get a detailed correction from the Russians on lang8.com. Tôi thường nhận được những cái cái sửa lỗi chi tiết, những cái gọi là sửa lỗi này chi tiết từ những người Nga trên cái trang này within an hour, trong một tiếng, and after a few hours, và sau một vài tiếng. I often have 5 Russians commenting on my little paragraph. Insanity. Và trong vòng vài tiếng sau, tôi đã nhận được khoảng 5 người Nga nhận xét ở trong một cái đoạn văn ngắn của tôi. Thật là không thể tin nổi. If you're uncomfortable correcting someone's writing, there are other communities. Italki.com is one of the best that can connect you to extremely affordable private tutors. Due to the magic of exchange rates and the allure of working from home, you can hire tutors in any language for extremely low prices. If you are uncomfortable correcting someone's writing, nếu như bạn không có thoải mái để mà sửa lỗi cho ai á,
There are other communities, thì nó cũng có một số cái cộng đồng khác, italki.com, cái trang mà italki.com này is one of the best, là một trong số những cái tốt nhất that can connect you to extremely affordable private tutors. Mà có thể nè kết nối, bạn có thể kết nối mà với một cái những cái gia sư mà giá riêng á, gia sư riêng mà giá cả nó rất là phải chăng. Due to the magic of exchange rates, bởi vì cái sự phép màu của tỷ lệ trao đổi, and the allure of working from home, phép màu của tỷ giá hối đoái và cái lợi thế làm việc ở nhà, you can hire tutors, bạn có thể thuê những cái người gia sư in any language for extremely low prices. Bạn có thể thuê gia sư ở bất cứ ngôn ngữ nào với cái giá cực kỳ thấp. Tại vì cái này là thứ nhất là tác giả là người Mỹ, là cái đồng đô á, nó có giá trị á, cho nên là tác giả có thể nói nó thấp. Nhưng mà khi mà mình đi vô những cái trang này và mình sử dụng cái đồng đô la thì có thể cái giá nó cũng hơi nhỉnh hơn một chút xíu so với Once you tiếng Anh. have a source for corrections, your goal in writing is to make mistakes. You don't need to craft a perfect essay, and in fact, you'll learn more if you write quickly and mess up a few times. Try to say what you want to say, and if you don't have the words or the grammar to say it, then use Google Translate, translate.google.com, to help. Once you have a source for corrections, nếu như mà bạn đã chọn được cái nguồn để mà sửa lỗi cho bạn đó, your goal in writing is to make mistakes. Thì cái mục tiêu của bạn trong writing ấy, đó là hãy làm, hãy tạo ra những cái lỗi. You don't need to craft a perfect essay. Bạn không cần phải tạo ra một cái bài viết hoàn hảo. Cái bài essay này là dạng tiểu luận đó. And in fact, và thật ra thì you'll learn more if you write quickly. Bạn sẽ học tốt hơn nếu mà học nhiều hơn, nếu mà bạn viết nhanh hơn. And mess up a few times, và cẩu thả một vài lần. Mess up a few times, cẩu thả một vài lần. Try to say what you want to say. Cố gắng nói cái mà bạn muốn nói. And if you don't have the words or grammar to say, nếu bạn không có từ vựng hoặc là ngữ pháp để mà nói, then use Google Translate to help. Thì hãy sử dụng Google Translate ha. Once you get your corrections, you'll figure out precisely where your problems are. And you'll learn how a native speaker would express the same ideas. This is the best kind of input you could hope for. It's based upon your own writing and thoughts. So it's much more memorable than anything you could find in a grammar book. Dạ. Theo mà chị Lan Vũ, hôm nay chị Lan Vũ đọc được chưa nhỉ? Dạ, dạ được rồi cô. Dạ, Để em mà đọc. chị Lan Vũ nhé. Dạ. Dạ. When you get your correction, mỗi khi nhận được bản sửa lỗi, you will figure out precisely where your problem are. Bạn sẽ xác định được chính xác vấn đề nằm ở đâu. Và and you will learn how a native speaker would express the same idea. Và cách làm thế nào để mỗi người bản xứ thể hiện được những ý tưởng tương tự. And you will learn how a native
speaker would express the same idea. Và bạn sẽ được học cái bao nhiêu cái coi và bạn sẽ học được và bạn sẽ học được cái và bạn sẽ học được bao nhiêu cái phát âm cái phát âm cái speaker could express the same idea cái ý kiến người bản xứ thể hiện được những ý tưởng tương tự. This is the best kind of input you could hope for. Expect urban your own writing and how and thoughts. Đây là một ngôn ngữ đầu vào tốt nhất. Nó dựa vào chính những bài viết và suy nghĩ riêng của bạn. So it's much more memorable than anything you could find in a grammar book. Vì vậy nó đáng nhớ hơn bất cứ điều gì bạn có thể tìm thấy trong sách ngữ pháp. Yeah, next please. Put every correction you receive into your flashcards. That way, you'll never forget a correction. This is one of the best features of SRSs. They give you the ability to remember everything. But every correction you receive into your flashcard. Hãy đưa mọi bản chữ lỗi mà bạn nhận được vào một thẻ học. That way, bằng cách đó, you will never forget a correction. Bạn sẽ không bao giờ quên lỗi sai nào. This is one of the best features of SRS. Đây là một trong những tính năng tốt nhất của các hệ thống nhắc lại kết quả. They give you the ability to remember everything. Chúng cung cấp cho bạn khả năng ghi nhớ tất cả mọi thứ. Next, please. When you were learning a language in school, you could receive the same correction hundreds of times and never actually remember it. With spaced repetition, you only need to receive a correction once and within a few weeks. It will become a permanent part of your long-term memory. Image. When you were learning a language in school, khi bạn còn học ngôn ngữ ở trường á, you could receive the same correction hundreds of times. Bạn có thể học được sửa cùng một lỗi đến hàng trăm lần. And never actually remember it và vẫn không bao giờ thực sự nhớ được nó. Và không bao giờ nhớ được nó đúng không? Which by repetition you only need to receive a collection one và sự nhắc lại kết quả. Bạn chỉ cần được sửa lỗi sai một lần. It will become a permanent batch of your long-term memory. Và trong vòng vài tuần, nó sẽ trở thành một phần vĩnh viễn trong bộ nhớ dài hạn của bạn. Next, please. Key points.
Use writing to test out your knowledge and find your weak points. Use the example sentences in your grammar book as models, and write about your interests. Submit your writing to an online exchange community. Turn every correction you receive into a flashcard. In this way, you'll find and fill in whatever grammar and vocabulary you're missing. Keep eye những điểm cần nhớ. You should write in to test out your knowledge and find your wish by. Hãy sử dụng việc tập viết để kiểm tra kiến thức và tìm ra những điểm yếu của bạn. Use the expand a sentence in your grammar book and model. Hãy lấy các câu ví dụ trong cuốn sách ngữ pháp của bạn làm mẫu và viết sở thích của chính mình. And write about your interests. Là viết ra những cái sở thích của mình đó. Submit your writing to an online exchange community. Hãy gửi các bài viết của bạn tới một cộng đồng giao lưu trực tuyến. Trên every collection you receive into a flashcard. Biến mỗi bài sửa lỗi sai mà bạn nhận được thành một thẻ học. In the way, bằng cách này, you will find in fill in where whatever grammar and vocabulary you are missing. Bằng cách này thì bạn sẽ tìm và lấp được hết bất cứ phần ngữ pháp và từ vựng nào còn thiếu. Yeah. Netly. Not sure what to write about? In the beginning, use your grammar book for inspiration. Take each new construction you learn and use it to write something about your life. What do you do for a living? What would you order in a restaurant? Turn the dialogues and examples in your grammar book into language that you'll actually use. And see what mistakes and missing words you can find. Not sure what you write about. Không chắc chắn là bạn đang viết cái gì. In the beginning, ban đầu, use your grammar book for inspiration. Hãy sử dụng những cuốn sách ngữ pháp của bạn để lấy cảm hứng. Check each new construction you learn and use it to write something about your life. Lấy mỗi mẫu câu của bạn mới học và sử dụng chúng để viết ra những thứ gì đó về cuộc sống của mình. What do you do for a living? Bạn làm nghề gì để sống? What would you order in a restaurant? Bạn sẽ gọi món gì trong nhà hàng? Turn the dialogues and expand it in your grammar book into language that you will actually use. Hãy biến các giai đoạn hội thoại và ví dụ trong sách ngữ pháp thành ngôn ngữ đời sống. And see what mistakes and missing words you can find. Và xem bạn có thể tìm thấy những lỗi sai cùng từ còn thiếu nào. Dạ, em xin mời cô Cúc ạ. Dạ, cô Cúc ơi. Có, cô. Later on, we'll talk about using frequency lists. Larger versions of our original 625 words to make your
writing exercises even more efficient. You'll learn key vocabulary at the same time as you learn grammar. Later on, we'll talk about using present release larger version of our original 625 words to make your writing exercise even more efficient. You'll learn key vocabulary at the same time as you learn grammar. Sau đó, chúng ta sẽ nói về cách về sử dụng cái danh sách list về tần suất những phiên bản mà lớn hơn hơn cái nguyên bản của danh sách của chúng 650 từ giúp các bạn bài viết của bạn cái bài tập viết của bạn nó hiệu quả hơn và bạn sẽ học cái từ khóa cái từ từ vựng tại cái thời gian tương tự bạn học văn phạm đồng thời với học văn phạm next please but you have plenty to play with right now use writing to get a feel for the words and grammar rules in your textbook in short order you'll be ready to set aside your book and tackle the key vocabulary of your target language with the help of the internet. But you have plenty to play with right now. You're writing to get a feel for the words and grammar ruler in your textbook. In short order, you'll be ready to set aside your book and tackle the key vocabulary of your target language with the help of the internet. Bạn sẽ học từ vựng quan trọng với chị biết đúng mà sử dụng viết để mà cảm nhận những từ và những quy tắc văn phạm trong sách giáo khoa trong một khoảng thời gian ngắn bạn sẽ sẵn sàng dẹp những cuốn sách của bạn và giải quyết những từ vựng quan trọng của ngoại ngữ đích nhờ sự giúp đỡ của internet. Next please. Do this now. Learn your first sentences. Do this now. Learn your first sentence. Hãy làm điều này ngay. Học những câu đầu tiên của bạn. Next, please. Cái từ này nhấn năm số 1 nè. Sentences. Nhấn năm số 1. Sentences. In this section, we'll discuss where to find example sentences and then talk about what to do with the sentences. You've found. To do this, you're going to rely upon a single skill. The ability to break a sentence down into tiny pieces. You'll use this skill over and over until you've mastered the grammar and vocabulary of your language. In this session, we'll discuss
where to find a same sentence and then talk about what to do with the sentence you have found. Trong phần này, này chúng ta sẽ bàn về cái việc tìm ở đâu, các ví dụ ở đâu. Và sau đó nói về những cái điều mà bạn, với những câu mà bạn tìm thấy. To do this, you're going to rely upon a single skill. Để làm điều này, bạn sẽ phải dựa một kỹ năng duy nhất. The ability to break a sentence down into tiny pieces. Khả năng mà vỡ ra trẻ những câu thành những mảnh nhỏ, những phần nhỏ. You this skill over and over until you mastered the grammar and vocabulary of your language. Bạn sẽ sử dụng kỹ năng này mãi mãi cho đến khi làm chủ ngữ pháp và từ vựng. Tức là mình sẽ chia nhỏ những câu thành những phần nhỏ. Yeah. Next, please. This is the point at which your language begins to bloom. By taking words you've already learned and using them in sentences, you breathe grammatical life into your words. They aren't just spellings, pictures, and sounds anymore. They're language. It's the point at which your language begins to bloom. Đây là cái điểm mà. Đây là điểm mà cái ngoại ngữ của bạn bắt đầu phát triển. By talking words, you're actually learning and using them in sentence. You break grammatical life into your world. Bằng cách đem những từ mà bạn đã học được, bạn đã thổi hơi thở ngữ pháp vào từ mới. They aren't just feelings, pictures, and sounds anymore. Their language. Chúng không chỉ là một loạt quy tắc chính tả, hình ảnh, âm và âm thanh đơn thuần. Chúng đã là một ngôn ngữ. Câu này hay quá. Chúng tôi mời Phong nha. Phong chia, Phong đọc được Phong. Find your sentences. Use your grammar book. It's there to make your life easier. You'll find a collection of easy-to-understand example sentences and dialogues. Detailed explanations, and our favorite part of all, giant declension charts. Hello, xin mời Phong nghe Phong. Quýt mạng internet của Phong sao hay đó, con thấy Phong ao ra rồi. Dạ, con tiếp tục nha. Để bạn Phong ổn định chút xíu. Use your grammar book. Sử dụng quyển sách ngữ pháp của bạn. Is there to make your life easier?
nó ở đây để mà giúp cho cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn. You'll find a collection of easy to understand example sentences and dialogues. Bạn sẽ có thể tìm kiếm được một cái bộ sưu tập của những cái ví dụ, những cái câu ví dụ mà rất là dễ dàng để hiểu, hoặc là những cái đoạn hội thoại, dialogues là cái đoạn hội thoại. Detailed explanations, những giải thích chi tiết. And our favorite part of all, Jan declension chess, và phần thích yếu nhất, phần yêu thích nhất của chúng ta, đó chính là những cái bảng biến cách, ở đây có nghĩa là những cái bất quy tắc ấy, những cái bất quy tắc khổng lồ. Rồi, bạn Phong, are you ready to speak to read book? Phong? Phong ơi, Phong nghe không? Take one chapter at a time and see what your book is trying to teach you. Usually, your book will begin by showing you how to greet people, say your name, talk about your occupation, and so on. Often, you'll find piles of examples. One apple, two apples, one horse, two horses. Cô là take one chapter at a time and see what your book is trying to teach you. Usually, your book will begin by showing you how to greet people, say your name, talk about your occupation, and so on. Option. Cái từ đó là gì cô? Often you'll find a pair of example one people to up ball, one horse, two horses. Hãy đi lần lượt từng chương và xem cuốn sách đang cố gắng dạy cho bạn điều gì. Thông thường cuốn sách sẽ bắt đầu bằng cách chỉ cho bạn thấy cách chào hỏi mọi người, giới thiệu tên, nghề nghiệp. Thông thường bạn sẽ tìm thấy hàng tá những ví dụ: một cái táo, hai cái táo, một con ngựa, hai con ngựa. Dạ, xem cô ơi. Go through and choose one or two of your favorites from each section. If you miss an important rule or exception, one fish, two fish, don't worry about it. At this point, you're just trying to get the basics into your head. You'll pick up more details as you learn more and more sentences. Go through and choose one or two of your favorites from each session. If you miss an important rule or exception, one fish, two fish, don't worry about it. At this point, you're just trying to get the basics into your head. You pick up more details as you learn one and more sentences. Hãy bước qua và chọn lấy một hoặc là hai ví dụ yêu thích nhất của bạn từ mỗi phần. Nếu bạn bỏ lỡ nguyên tắc quan trọng hoặc một trường hợp ngoại lệ không tuân theo những quy tắc nào đó, một con cá, hai con cá, cũng đừng lo lắng về nó. Tại thời điểm này, anh chỉ cần cố gắng giữ một cái đầu, cố gắng giữ những điều cơ bản, bạn sẽ nhớ được nhiều, bạn sẽ nhận được nhiều chi tiết hơn khi học được nhiều câu hơn.
Em trực tiếp với cô. Quá Remember, ngu dại you're nữa. going to be using an SRS, which basically gives you a perfect photographic memory. You're going to remember every tiny detail about every sentence you choose. As such, you don't need 50 almost identical examples for how to form a plural noun. Just take one or two, turn them into flashcards, and then move on to the next topic. Remember, you're going to use an SRS, which basically gives your perfect photographic memory. You're going to remember every tiny detail about every sentence. Your choice as such. You don't need 50 almost identical examples for how to form a plural noun. Just take one or two, turn them into flashcards, and then move onto the next topic. Hãy nhớ rằng bạn sẽ sử dụng một hệ thống nhất quán. Thứ vừa cơ bản, cái thứ đó vừa cơ bản sẽ cung cấp cho bạn một cái trí nhớ hoàn hảo. Trí nhớ hoàn hảo. Bạn sẽ nhớ mọi thứ, bạn sẽ nhớ chi tiết nhỏ xíu vừa mỗi câu bạn chọn. Ở như vậy bạn không cần tới 50 ví dụ gần như giống hệt nhau cho việc tạo thành một danh từ số nhiều. Chỉ cần bạn lấy một hoặc hai ví dụ, biến chúng thành thể hợp và sau đó chuyển sang chủ đề tiếp theo. Next, Billy. Break each sentence into new words, word forms, and word order. Break each sentence into networks for word forms and word order. Chia nhau mỗi câu thành những từ mới, cách thức từ mới và tập tự từ mới ạ. Take each sentence and break it down. Here are a couple of sentences from the first chapters of a made-up English textbook. For a moment, let's assume that you're starting to learn English. We'll go through the whole process step by step. My name is George. I have a pet monkey. Hola. Each sentence and break it down. Here are a couple of sentences from the first chapters of the made-up English textbook. For a moment, let's assume that you're starting to learn English. We will go through it. We will go through the whole process step by step. My name is Gogero. I have a best monkey. Dạ em xin mời chị nghe cô Cúc ạ. À. Cô Cúc ơi. Ơi, cảm ơn con. Dạ. New words. Your first step, go through the words and see which ones are new. If you didn't know any of them, you have 8 words to learn. George doesn't count. Your first step, go through the words and see which one are new. Bước đầu tiên á, là mình phải
đi qua từ ngữ và đọc những từ đó và nhận diện từ mới. If you did now any of them, you had eight words to learn. Short doesn't count. Nếu không biết bất kỳ điều gì của nó, không biết bất kỳ từ nào, dù có 8 từ để học, không tính rocks. Biết rock là gì cô ạ? Next, please. Next, figure out which of these words lend themselves to simple pictures. Name, eye, pet, and monkey all fall under this category, and two of these words, name and eye, show up in the 625 word list. You'll take these words and make flashcards in the same way you did in the last chapter. By playing Spot the Differences with Google Images, adding in personal connections, and using mnemonics for gender, if needed. That leaves you with 4 more words, my, is, have, and a. Next, figure out which of the words lend themselves to simple feature. Kế tiếp, hãy tìm hiểu những từ này, từ nào trong những số này là được thay thế những hành động đơn giản. Name, I, pet, and monkey on phone under the category, and two of the word name and I serve up either 600. Tôi, thú cưng, và chú khỉ để thuộc nhóm này, và hai trong số chúng, tên và tôi, xuất hiện trong danh sách 605 từ của chúng ta. Your dead the word and mess plus card in the same way you did in the last chapter by playing. Bạn sẽ lấy những từ này và làm thẻ học như ở chương trước bằng những trò chơi. Different by playing Spot the Difference with Google Image, adding a personal connection and using mnemonics for gender if needed. That leaves you with 4 more words, my, I, have, and a. Phát hiện điểm khác biệt bằng Google hình ảnh, thêm vào những kết nối cá nhân và sử dụng các hình ảnh mẹo cho giống từ nếu cần. Vậy là bạn có thêm 4 từ nữa. My, I, have, và A. Next, please. Let's deal with the first. A is a strange beast known as the indefinite article. It means that it's not particularly important which monkey George has. He doesn't have the monkey, he has a monkey. If your language has something like this, your grammar book will explain it in detail. Read that explanation, and then use your example sentence to remember it.
A is the word that fits into I have underscore 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 pet monkey. Image. Let's deal with a first. Hãy đối phó với A đầu tiên. A in the strange bit now at the indefinite article. A là một con thú lạ được biết đến với cái tên mạo từ không xác định. It means that it's not particularly important with monkey rock has. Nó có nghĩa là không quan trọng. Rock có một con khỉ nào. Anh ta You can use this strategy to define all of the other words. Have, for example, is the word that fits into I, blank, a pet monkey. Granted, it's not the only word that fits into the blank. George could walk his pet monkey or disintegrate said monkey. Nonetheless, I, blank, a pet monkey can teach you have for three reasons. You can use this strategy to define all of the other words. Bạn có thể sử dụng cái chiến lược này để mà định nghĩa tất cả những cái từ vựng. Have, ví dụ như thế have. For example, is the word that fits into, nó phù hợp vào trong cái khoảng trống này. Với câu ví dụ này, granted, cũng phải công nhận rằng it's not the only word that fits into the blank. Nó không phải là từ vựng duy nhất mà bỏ vào cái chỗ trống này. George could work his pet monkey. Ví dụ như nè, cái ông George lại có thể là dẫn cái con thú cưng đi dạo đấy, kiểu vậy. Distinct có thể là, tức là điền từ work vào trong cái khoảng trống này được. Đó. Distinct great. Nonetheless, tuy nhiên cái khoảng trống này thì vẫn có thể là teach you have, dạy cho bạn cái từ have for three reasons, vì ba lý do sau. First, you're going to be finding pictures of George and his monkey. And if George isn't actively walking or disintegrating that monkey, you're not going to think about those words. Đầu tiên, you're going to be finding pictures of George. Đầu tiên là bạn phải tìm cái hình ảnh của ông George rồi. And his monkey, và con khỉ của anh ta. And if George isn't actively working or disintegrating, và nếu như mà cái ông George này không phải là một cách chủ động ấy, một cách hành động, một cách ví dụ như là working hoặc là tan. Gọi là làm một cái hành động gì đó. Đây là hai cái hành động, một working and disintegrate. Ở đây người ta dịch nó là làm tan rã. That monkey, you are not going to think about those words. Thì bạn sẽ không tự nhiên nghĩ về điều này. Ở đây nó có một cái đoạn hơi khó hiểu một chút xíu á. Thì con xin phép giải thích. Là hôm trước á, tác giả có hướng dẫn chúng ta là sử dụng cái vừa cái hình ảnh và sử dụng những cái mẹo để mà ghi nhớ, thì nó sẽ chia ra có cái giới từ giới tính của cái một số cái ngôn ngữ thì nó có giới tính của danh từ.
Giới tính ở đây tức là ví dụ như là giống đực, giống cái, không có giống. Hoặc là trong tiếng Anh thì nó sẽ có số ít, số nhiều, vân vân. Đó, thì nó gọi là giới tính. Hoặc là trong tiếng Anh thì mình sẽ thấy là nó là danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được ấy. Thì tác giả nó có nói rằng là gắn cái đó, gắn những cái giới tính đó vô một cái tính từ giống như ví dụ như là nó bùng nổ, nó tan rã hay như thế nào đó. Đó. Tiếp theo là gắn cái con người vô. Trong cái con người này nó sẽ diễn tả một cái giống như dạng của verb. Thì ở đây sẽ chọn một số những cái người nổi tiếng để mà khi mình nhìn vô cái picture đó thì mình có ấn tượng, mình sẽ dùng cái mẹo đó để mình nhớ các cái dạng của động từ. Đó, thì vì đó là lý do vì sao có cái từ chalk ở đây. Second, you're going to turn this monkey story into 10 or more flashcards. With that much stimulation, there's no way you're going to have trouble remembering the word have. Second, thứ hai, you're going to turn this monkey story, bạn đang chuyển cái câu chuyện về monkey này, into 10 or more flashcards, vào 10 hoặc là nhiều cái cạch hơn nữa. With that much stimulation, với những cái sự mà kích thích như vậy. There's no way you're going to have trouble remembering the word have. Thì bạn sẽ không có lý do nào mà bạn gặp khó khăn trong việc ghi nhớ cái từ have. Third, and the most important of all, you're making these cards yourself. Back when we discussed learning simple vocabulary, I stressed the importance of making your own cards. I pointed out that the real learning occurs when you're playing spot the differences on Google. Images, choosing a personal connection, and so on. Thứ ba, and the most important of all, và đó là điều quan trọng nhất đây. You are making these cards yourself. Bạn tạo ra những cái card này bằng chính bạn. Back when we discussed learning simple vocabulary, hãy trở lại khi mà chúng ta đã thảo luận về cái việc học những cái từ vựng đơn giản ở trong cái chương vocabulary ấy. I stressed the importance of making your own cards. Thì tôi đã nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc mà bạn tự làm cái card cho chính mình. I pointed out, tôi chỉ ra rằng the real learning occurs, cái sự học thật sự nó sẽ xuất hiện when you are playing the sport, the differences on Google Images. Khi mà bạn chơi cái trò đó là phát hiện những cái điểm khác biệt trong những cái hình ảnh ở trên cái Google hình ảnh này. Choosing a personal connection and so on. Và chọn một cái hình ảnh, một cái sự kết nối cá nhân. Và tiếp tục. The flashcards you create are just a tiny reminder of a much bigger experience. And while you could probably share your flashcards with friends and teach them a few simple words. This is a ball, this is a horse. You're the only person who can get the full benefits from your cards. The flashcards you create just a tiny reminder of a much bigger experience. Những cái card mà bạn tạo ra chỉ là những cái nhắc nhở rất là nhỏ cho những cái trải nghiệm lớn hơn. And while you could probably share your flashcards with friends, và khi mà bạn có thể là chia sẻ những cái card này với bạn bè, and teach them a few simple words, và dạy cho họ một số những từ vựng đơn giản, ví dụ như là ball, horse, đó. You are only person, bạn là cái người duy nhất who can get the full benefits from your cards, thì bạn là người duy nhất mà có thể đạt nhận được những lợi ích từ cái card của mình. Grammar is even more personal than vocabulary. You can't share any of your grammar cards with friends. These flashcards only mean anything because of the experience you had while creating them. You're starting with an example sentence from your grammar book and comparing that sentence to its translation.
Dạ. Hết giờ rồi, cảm ơn cả nhà nha. Mình nghỉ một chút xíu rồi mình cùng nhau mình đọc học pháp tiếp nha. Cảm ơn.